Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Toàn cảnh thế giới của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một tháng đã trôi qua kể từ khi Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị lực lượng quân đội phế truất. Và đó cũng là ngần ấy thời gian những người ủng hộ ông Morsi đằng đẵng tiến hành một cuộc biểu tình ngồi để phản đối hành động lật đổ Tổng thống mà họ gọi là một cuộc đảo chính, cũng như đòi trả lại vị trí hợp pháp cho Tổng thống được dân bầu đầu tiên của Ai Cập. Trong quãng thời gian đó, đã có nhiều cuộc đụng độ và bạo lực xảy ra giữa những người ủng hộ và những người phản đối ông Morsi, khiến hơn 250 người thiệt mạng. Tình hình lúc này tại Ai Cập đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi sự đối đầu giữa hai bên đang trở nên ngày một quyết liệt và nguy hiểm hơn. Những người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn tiếp tục cố thủ trong các trại được họ dựng lên trên quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo với lời tuyên bố sẽ không chịu nhượng bộ cho tới khi ông Morsi trở lại làm Tổng thống. Trong khi đó, chính phủ lâm thời Ai Cập đã gọi cuộc biểu tình này là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động mạnh mẽ và kiên quyết nếu những người biểu tình đi quá giới hạn. Các lực lượng an ninh cũng đã được lệnh giải tán các cuộc biểu tình bằng mọi biện pháp. Ai Cập đang đứng trước những giờ khắc nguy hiểm. Đất nước này sẽ đi về đâu? Kịch bản nào đang chờ đón họ phía trước? Vai trò của Mỹ và phương Tây ở đâu trong cuộc khủng hoảng này? Đây sẽ là những nội dung chính mà chương trình Toàn cảnh thế giới tuần này của chúng tôi đưa ra để cùng bình luận và phân tích cùng với Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đi vào phân tích và giải đáp những vấn đề nêu trên thì chúng ta cùng theo dõi một đoạn băng tổng hợp sau đây của biên tập viên Phương Thảo để thấy rõ về mức độ nguy hiểm của tình hình tại Ai Cập thời điểm hiện nay. Một ngày nắng nóng gay gắt ở thủ đô Cairo, Ai Cập, một căn lều làm từ tấm ga trải giường và vài sợi dây buộc tạm bợ là thứ duy nhất có thể che chắn mẹ con chị Sakina khỏi ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt. Nhiều tuần nay, đây là nơi Sakina cùng hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi sinh sống. Hàng trăm căn lều đã được dựng lên ngay ở những tuyến phố lớn làm tê liệt mọi hoạt động của thủ đô Cairo. Họ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt tại đây và không có ý định rời đi cho đến khi ông Morsi trở lại chính trường. Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây chừng nào ông Morsi còn chưa được khôi phục quyền lực. Kể cả khi họ sử dụng xe tăng, chúng tôi vẫn tiếp tục biểu tình hòa bình. Hoạt động hòa bình của chúng tôi mạnh hơn súng đạn. Hoạt động biểu tình ngồi này chỉ là một phần trong chiến dịch của những tín đồ đạo Hồi nhằm phản đối quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc tuần hành và biểu tình trên khắp cả nước. Chỉ riêng trong tháng 7, Ai Cập đã trải qua làn sóng biểu tình lớn nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Phi này, cũng như lịch sử nhân loại, với hơn 1.400 cuộc biểu tình. Đỉnh điểm căng thẳng là cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ quân đội với những người trung thành với cựu tổng thống bị phế truất, làm ít nhất 75 người chết và 748 người bị thương vào đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 7 vừa qua. Bạo lực xảy ra chỉ một ngày sau khi tòa án Ai Cập ra lệnh bắt giam ông Morsi trong 15 ngày để điều tra về hàng loạt cáo buộc, trong đó có việc làm gián điệp, cấu kết với phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Sự chia rẽ của Ai Cập thể hiện rõ ở ngay những nhận định khác biệt về vụ bạo lực đẫm máu này. Những người ủng hộ ông Morsi cáo buộc quân đội Ai Cập đã cố tình bắn đạn thật và thảm sát những người biểu tình, trong khi chính phủ lâm thời nói họ chỉ sử dụng hơi cay và cho rằng vụ việc này diễn ra trong bối cảnh của chủ nghĩa khủng bố. Sự chia rẽ càng thêm sâu sắc khi sau vụ việc này, Tổng thống lâm thời Mansour đã trao cho Thủ tướng Al-Beblawi quyền cho phép quân đội bắt giữ dân thường. Sắc lệnh này được cho là mở đầu cho một cuộc trấn áp quy mô lớn nhằm vào những người ủng hộ ông Morsi hay các phiến quân đang tăng cường tiến công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập trên bán đảo Sinai. Chính phủ lâm thời cũng thể hiện thái độ cứng rắn của mình trong việc trấn áp hoạt động của những người ủng hộ ông Morsi khi coi những cuộc biểu tình ngồi là mối đe dọa tới an ninh quốc gia và cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nhằm chấm dứt hoạt động này. Để đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia cũng như trật tự xã hội, chính phủ đã quyết định sử dụng mọi biện pháp cần thiết để giải quyết và đi đến chấm dứt tình trạng nguy hiểm này. Về phần mình, Tổ chức Anh em Hồi giáo tỏ thái độ thách thức trước những lời đe dọa này và hối thúc những người ủng hộ tham gia biểu tình triệu người với tên gọi những người hy sinh vì cuộc đảo chính trên khắp cả nước nhằm giành lại tự do và phẩm giá bị cưỡng đoạt bởi cuộc đảo chính đẫm máu và đòi quyền lợi cho những người bị sát hại bằng súng đạn. Động thái này càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các cuộc biểu tình biến thành một cuộc nội chiến đẫm máu, khiến cho những hy vọng về dân chủ và cải cách ở đất nước Kim Tự Tháp tiêu tan. Nguy hiểm hơn, tình hình bất ổn ở Ai Cập có nguy cơ châm ngòi, thổi bùng các thùng thuốc súng đang âm ỉ đe dọa an ninh toàn khu vực. Việc phế truất Tổng thống Morsi chỉ là một diễn biến tiếp theo của câu chuyện về một đất nước Ai Cập đang chuyển mình.
Nó bắt đầu từ cái gọi là cuộc cách mạng năm 2011 trong làn sóng của mùa xuân Ả Rập, lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak cùng với chính quyền vốn đã nắm quyền hàng thập kỷ tại quốc gia này và sau đó đưa lực lượng Hồi giáo của ông Morsi lên nắm quyền. Việc lật đổ chính phủ của một thủ lĩnh Hồi giáo được dân bầu và hủy bỏ hiến pháp được coi là sẽ gửi đi một thông điệp tiêu cực tới các chính đảng Hồi giáo trong khu vực. Và đó rất có thể là một mồi lửa cho một cuộc khủng hoảng sâu rộng không chỉ ở Ai Cập mà là toàn bộ khu vực Trung Đông. Bởi cũng đã từng có một câu chuyện tiền lệ khủng khiếp tại Algeria. Đó là vào năm 1991, Đảng Hồi giáo FIS tại nước này đã giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, vài ngày sau thì vị tổng thống mới dưới sức ép của lực lượng quân đội thế tục đã giải tán quốc hội và hủy bỏ kết quả bầu cử. Phong trào Hồi giáo Algeria đã phát động một phong trào phản kháng ngầm kéo dài suốt một thập kỷ, đã khiến hơn 150.000 người thiệt mạng. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, theo ông thì Ai Cập liệu có bước theo cái vết xe đổ của Algeria cách đây hơn 2 thập kỷ hay không? Và có những cái kịch bản nào đang đón đợi họ ở phía trước ạ? Về hình thức thì ở Ai Cập hiện nay nó có một cái hình ảnh nào đấy giống như Algeria trước đây 2 thập kỷ. Tức là vẫn là mâu thuẫn giữa quân đội với anh em Hồi giáo. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khả năng Ai Cập mà theo cái quỹ đạo xấu của Algeria đầu những năm 90 của thế kỷ trước đấy, thì rất ít khả năng xảy ra. Vì hai cái lẽ. Cái thứ nhất là vì cái tương quan lực lượng chính trị trong Algeria vào năm 1994 khác với Ai Cập hiện nay. Cái sự biến ở Algeria đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước đấy, cái tương quan giữa quân đội với lực lượng Hồi giáo nó khác. Quân đội Algeria không mạnh, hoàn toàn khác với quân đội Ai Cập. Đây là một. Cái tương quan lực lượng hai lực lượng khác trong một. Vì thế nó kéo dài, xung đột kéo dài và đẫm máu. Cái thứ hai là Algeria không có vai trò gì quan trọng trong thế giới Ả Rập Hồi giáo cả. Ngược lại ở Ai Cập hiện nay, cái quân đội thực chất người ta đã chi phối chính trường 5-6 thập kỷ nữa rồi. Từ sau cuộc đảo chính năm 1952 bây giờ rồi. Và người ta có kinh nghiệm trên chính trường, được trang bị hiện đại. Ai Cập là một quân đội mạnh nhất trong thế giới Ả Rập, có thể nói như vậy. Trong khi đấy, cái tương quan lực lượng Hồi giáo nó khác. Đây là một. Tương quan lực lượng khác nhau trong nội bộ. Cái thứ hai là cái vai trò vị trí của Ai Cập nó khác xa rồi Algeria. Algeria không có vai trò như Ai Cập. Ai Cập có cái Suez ở cái Bắc Phi, nằm giữa cái vòng cung Bắc Phi Trung Đông. Nó có vai trò rất lớn đối với cái toàn bộ cái tình hình ở cái Trung Đông này. Nhưng vì thế ở đây còn có cái nhân tố bên ngoài, ngoài cái nội bộ trong Ai Cập, nhân tố bên ngoài tác động nữa. Ở đây có Mỹ, có Israel, có Ả Rập Xê Út, cả cường quốc khu vực, vân vân. Với những vấn đề Ai Cập, vì những cái tương quan nội bộ nó khác với Algeria trước đây, vì cái tác động từ bên ngoài, chúng tôi cho rằng cái khả năng phát triển theo kịch bản Algeria là ít có khả năng xảy ra. Còn một cái vấn đề khác nữa khiến cho cái tình hình Ai Cập mà trở nên phức tạp, đấy là Ai Cập được xem là quốc gia rất là đa dạng về chính trị, sắc tộc và tôn giáo. Theo ông thì những cái đặc điểm này của Ai Cập có phải là một trong những cái nguyên nhân chính dẫn tới cái cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ai Cập hay không? Cái điều này đúng, trả lời hoàn toàn đúng. Ai Cập là một quốc gia rất đa dạng, phức tạp về mặt chính trị, về dân tộc và tôn giáo. Chính cái điều này để là cái dấu ấn trong khủng hoảng chính trị hiện nay, cái là có thật. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng là không phải chỉ riêng Ai Cập, cái đa dạng phức tạp về chính trị, tôn giáo, dân tộc nó tồn tại ở hàng chục quốc gia trên hành tinh này. Nhưng riêng Ai Cập, cái đa dạng này nằm ở khúc quanh lịch sử, ở cái chỗ, cái bước ngoặt của lịch sử Ai Cập. Sau hơn 30 năm chính quyền Mubarak độc tài, bây giờ lật đổ Mubarak, Ai Cập đi về đâu, phát triển theo mô hình nào, lực lượng nào sẽ chi phối, vân vân. Chính cái tính đa dạng về chính trị, về dân tộc, tôn giáo ở khúc quanh lịch sử này nó làm cho cái việc này nó tác động rất lớn lên chính trị Ai Cập này, cái điều hoàn toàn đúng. Vâng, sau cuộc chiến biến tại Ai Cập thì nhiều nhà bình luận đã cho rằng việc phế truất chính phủ Hồi giáo ôn hòa của ông Morsi đã có thể là phá hỏng những cái nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc đưa những người Hồi giáo cấp tiến tham gia vào cái dòng chảy chính trị rộng lớn hơn của thế giới Hồi giáo và Ả Rập. Theo ông thì sau cái sự kiện Ai Cập thì tương lai của cái lực lượng Hồi giáo tại Ai Cập cũng như là tại khu vực Trung Đông nó sẽ ra sao ạ? Trước hết có thể nói thế này, sau sự kiện mùng 3 tháng 7 vừa qua thì có thể nói là bị bước lùi của anh em Hồi giáo ở Ai Cập nói riêng và Trung Đông nói chung. Cái điều thứ hai là chắc chắn sau sự kiện này, muốn hay không muốn, thì tổ chức anh em Hồi giáo ở Ai Cập cũng như ở Tunisia, ở Libya, ở Brunei v.v. buộc lòng phải đánh giá lại cái phương pháp đấu tranh của mình.
toàn bộ những cái việc người ta đã đấu tranh để giành được cái vai trò vị trí quan trọng trong xã hội thì rồi buộc lòng phải điều chỉnh. Và điều thứ ba tôi muốn nói rằng là cái lộ trình đúng đắn nhất là anh em Hồi giáo và tổ chức chính trị Hồi giáo ở Ai Cập nói riêng và cái trong cái thế giới nói chung đó, cần phải hòa nhập với thế giới, cần phải hợp tác với các lực lượng thế tục, các lực lượng tự do dân chủ, đòi cải cách đổi mới. Chỉ có hợp tác với nhau để cùng nhau xây dựng đất nước Ai Cập nói riêng và cộng đồng Trung Đông nói chung thành những cái nơi phát triển phồn vinh vì lợi của dân tộc. Đây là cái lộ trình duy nhất mà những người anh em Hồi giáo Ai Cập dứt khoát muốn nó không muốn phải đi vào ngày này. Cho nên rõ ràng cái trận đồng 3 tháng 7 tác động rất lớn đến tương lai anh em Hồi giáo. Vâng. Nhưng mà muốn nó không muốn họ phải điều chỉnh. Vâng. Để mà tồn tại phát triển họ phải điều chỉnh. Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, không giống như những cuộc khủng hoảng khác tại khu vực Trung Đông, trong cuộc khủng hoảng tại Ai Cập, người ta thấy vai trò của Liên minh châu Âu lại có phần rõ rệt hơn so với Mỹ. Điều này cũng có phần hơi khó hiểu bởi Ai Cập không chỉ là một đối tác thân cận của Mỹ trong nhiều năm mà còn đóng một vai trò khá quan trọng trong các chiến lược của Mỹ tại khu vực này. Trên thực tế, Ai Cập không chỉ là đất nước đông dân nhất mà còn là một quốc gia có ảnh hưởng ngoại giao nhất ở Trung Đông. Vì thế, những biến cố gần đây tại quốc gia này chắc chắn sẽ khiến những quốc gia quan tâm tới khu vực này phải bận tâm. Và lần này, EU có vẻ như rất tích cực trong việc tìm kiếm vai trò và tăng cường ảnh hưởng ở Ai Cập khi người dân quốc gia Bắc Phi này ngày càng hoài nghi về sự can dự của Mỹ. Trong một tháng qua, đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu, bà Ashton, đã hai lần tới Ai Cập để làm trung gian hòa giải nhằm tìm một biện pháp thỏa hiệp giữa chính phủ lâm thời và liên minh các nhóm Hồi giáo. Theo nhận định của giới quan sát, EU đang nắm trong tay cơ hội thể hiện vai trò của mình ở Ai Cập. Tuy nhiên, EU sẽ vấp phải nhiều thách thức cả trước mắt cũng như lâu dài nếu muốn tăng cường ảnh hưởng tại quốc gia Bắc Phi này. Căng thẳng chính trị leo thang tại Ai Cập sau cuộc chính biến hồi đầu tháng 7 khiến dư luận quốc tế đặc biệt lo ngại. Cả Liên Hợp Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Liên đoàn Ả Rập đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bất ổn ngày càng trầm trọng tại quốc gia Bắc Phi này. Dù tỏ thái độ khá thận trọng trong vấn đề Ai Cập khi tránh gọi việc quân đội phế truất tổng thống là một cuộc đảo chính, song Washington cũng lên tiếng chỉ trích diễn biến bạo lực ở nước này. Mỹ lên án mạnh mẽ tình trạng đổ máu và bạo lực tại Cairo và Alexandria trong thời gian gần đây. Chính phủ Ai Cập cần phải tôn trọng quyền biểu tình hòa bình và tự do ngôn luận. Bạo lực và bất ổn không chỉ cản trở tiến trình hòa giải và dân chủ, mà còn tác động xấu tới ổn định khu vực. Trong khi Mỹ tỏ thái độ khá thờ ơ trong vấn đề Ai Cập, thì Liên minh châu Âu EU lại rất tích cực trong việc đảm nhận vai trò giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này. Chỉ trong vòng 2 tuần, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Catherine Ashton đã đến Ai Cập 2 lần với sứ mệnh làm trung gian hòa giải. Trong chuyến thăm mới nhất, bà Ashton đã có cuộc thảo luận kéo dài 2 tiếng với tổng thống bị lật đổ Morsi tại một địa điểm bí mật vào đêm ngày 30 tháng 7, trở thành người đầu tiên chính thức được phép tiếp xúc với ông Morsi kể từ sau khi ông này bị phế truất. Tại Cairo, bà Ashton đã thể hiện rõ quan điểm về sứ mệnh của EU trong cuộc khủng hoảng chính trị Ai Cập hiện nay. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ, chứ không phải áp đặt. Người dân Ai Cập sẽ quyết định tương lai của chính họ. Những người trên cương vị lãnh đạo có nhiệm vụ phải đảm bảo điều đó diễn ra. Tiếp sau chuyến thăm của bà Ashton, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cũng đến Ai Cập trong một nỗ lực đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán. Ông Westerwelle đã có cuộc gặp và thảo luận với các nhà lãnh đạo Ai Cập về các diễn biến và lộ trình tương lai của nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Cairo, ông Westerwelle cho rằng chỉ người dân Ai Cập mới có thể quyết định vận mệnh của chính họ và kêu gọi Cairo thực thi tiến trình dân chủ với sự tham gia của mọi phe phái. Chúng tôi chỉ có thể tư vấn, còn quyết định về tương lai hoàn toàn nằm trong tay người dân Ai Cập. Điều quan trọng lúc này là cần tìm kiếm những giải pháp hòa bình và kiềm chế bạo lực nhằm xây dựng nền dân chủ ở Ai Cập với các cuộc bầu cử mà tất cả các lực lượng chính trị đều được tham gia. Tuy nhiên, trong mớ bòng bong của bạo lực và đấu tranh phe phái, những cố gắng của EU dường như đang vấp phải bức tường khá rắn khi chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ các bên ở Ai Cập sẵn sàng ủng hộ vai trò của các nhà lãnh đạo châu Âu. Tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn bác bỏ khả năng hợp tác với chính phủ lâm thời, trong khi phe quân đội thì không có dấu hiệu nhượng bộ.
Vâng, thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, hôm thứ Năm vừa rồi thì lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cái biến cố hôm 3 tháng 7 tại Ai Cập thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bất ngờ lên tiếng ca ngợi cái hành động phế truất Tổng thống Morsi của lực lượng Ai Cập là đây là cái hành động đã khôi phục lại nền dân chủ cho nước này. Có thể nói đây là cái tuyên bố thể hiện rõ ràng nhất quan điểm của Mỹ đối với chính biến tại Ai Cập. Bởi từ khi xảy ra cái sự kiện đó tới giờ thì Washington luôn tránh bình luận và gọi tên cụ thể cái sự kiện này nó là gì. Ông có thể giải thích lý do tại sao Mỹ lại có một cái thái độ như vậy đối với trường hợp của ông Morsi không? Đúng chứ, đồng chí nói là sau khi xảy ra cái chính biến 3 tháng 7 vừa qua và trong một tháng vừa rồi thì có thể nói thái độ của Mỹ rất không rõ ràng, đúng ra là chập chững, cái đây là hoàn toàn đúng. Cái lý sự của vấn đề là thế này: thứ nhất, nếu như mà Mỹ, Nhà Trắng mà thừa nhận đấy là cuộc đảo chính quân sự thì theo luật pháp của Mỹ thì đối với cuộc đảo chính như vậy là Mỹ không ủng hộ, và Quốc hội Mỹ sẽ ra có điều luật cắt ngay cái viện trợ quân sự cho quân đội. Điều chắc chắn xảy ra nếu như mà khẳng định là đảo chính thì rõ ràng Quốc hội Mỹ sẽ có một nghị quyết, một cái sắc luật để cắt ngay cái viện trợ quân sự cho quân đội Ai Cập mỗi năm là khoảng 1.4 tỷ đô la. Đây là một. Và nếu Mỹ cắt viện trợ quân đội thì rõ ràng Mỹ mất ảnh hưởng, có thể nó không thể điều khiển quân đội được. Điều khiển có vai trò lớn, quân đội có vai trò lớn đấy. Và nếu anh cắt viện trợ thì rõ ràng cái vai trò, cái tác động của Mỹ đối với quân đội là hạn chế. Kèm theo đấy, cái hậu quả là cái ảnh hưởng đến cái vai trò của Mỹ ở Trung Đông Bắc Phi này. Cho nên như vậy là Mỹ không thể khẳng định đây là một cuộc đảo chính quân sự được. Cái thứ hai là nếu như mà không thừa nhận là một đảo chính quân sự, là một sự biết, thì Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho quân đội Ai Cập và tác động để giữ cái ảnh hưởng của mình ở vùng này. Những người này bị cái tổ chức Anh em Hồi giáo phản đối và cộng đồng quốc tế cũng không đồng tình. Và nên nhớ là ngay trong lòng nước Mỹ, trong xã hội Mỹ, trong Quốc hội Mỹ, cùng một lực lượng rất không đồng tình về thái độ không rõ ràng của chính quyền Mỹ trong tháng vừa rồi. Chân rõ là Mỹ tiến không được, lùi không được, mắc cạn ở đây. Nên vừa rồi ngày 8, cái đây 3 hôm, 1 tháng 8 vừa qua thì John Kerry đã lần đầu tiên tuyên bố tương đối rõ ràng, nói rằng quân đội đã làm công chuyện cái việc này để thiết lập dân chủ. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điều mà thái độ của Mỹ ở chỗ này. Đây, tôi cho rằng đấy là cái lựa chọn khôn ngoan của Nhà Trắng trong cái bối cảnh cực kỳ rắc rối Ai Cập. Mà Mỹ không thể bỏ rơi Ai Cập được. Vâng, nhưng rõ ràng là cái vai trò của Mỹ trong cái cuộc khủng hoảng lần này tại Ai Cập thì nó khá là mờ nhạt so với EU. EU thực ra trên thực tế là đang rất tích cực làm cái việc trung gian hòa giải trong cái cuộc khủng hoảng này. Theo ông, lý do nào khiến cho EU lại có thái độ như vậy và tiếng nói của EU có tầm quan trọng như thế nào đối với các lực lượng chính trị tại Ai Cập? Trong vài ba tuần vừa rồi, đúng như đồng chí nói là chúng ta thấy là cái EU là chạy như con thoi. Người ta rất nhiệt tình, rất sốt sắng, rất tích cực, chạy đi chạy lại Cairo để làm công việc trung gian hòa giải chủ yếu giữa quân đội và tổ chức Anh em Hồi giáo. Cái việc này được cộng đồng quốc tế ghi nhận là tích cực. Tại sao lại như vậy? Có thể nói rằng là cái Ai Cập nói riêng và cái Bắc Phi, một phần Trung Đông là sân sau của EU. Ngay cái châu Phi đấy, là có thể nói là cái thuộc địa cũ của châu Âu. Cái Mali vừa rồi là Pháp vào Mali, Algeria là Pháp vào, mà ở Ai Cập là cũng là một thời là anh chịu. Chứ rõ là cái vị trí Ai Cập này có vị trí quan trọng như vậy, rất đặc biệt quan trọng ở Trung Đông Bắc Phi, lại là sân sau của họ. Chứ họ quan tâm là bình thường, đúng không? Và đây cũng là cái chỗ mà EU thể hiện vai trò quốc tế của mình. Và cái vai trò này được thế giới cộng đồng quốc tế ủng hộ, có thể tích cực. Cái đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là trong bối cảnh nó phức tạp rất rồi Ai Cập như vậy, mà thái độ Mỹ không rõ ràng, Mỹ không thể vào được, Mỹ chưa tuyên bố cái gì cả, thì chắc chắn EU càng làm nổi bật vai trò của mình lên. Và tôi nghĩ rằng ở đây thế nào cũng có một cái trao đổi nào đấy. Giữa Washington và EU. Cũng giống ta nhớ lại những cái sự kiện như Libya năm ngoái, hay là gần đây là cái Mali. Rõ ràng giữa Mỹ và EU có một cái tương tác, có cái trao đổi với nhau nhất định. Trong khi Mỹ nó còn bối rối, nó khó khăn, nó còn chập chững, thì EU sẵn sàng làm việc này là hợp lý, hợp tình. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái khả năng tác động của EU đến cái tương quan lực lượng Ai Cập tạo điều kiện nhau, họ hòa hợp, hòa giải với nhau đó,
là rất hạn chế. Cái tình hình Ai Cập phức tạp hơn rất nhiều. Mà vai trò của EU ở Ai Cập từ trước đến nay không lớn. Chủ yếu cái Ai Cập này nằm trong cái quỹ đạo của Mỹ, có thể nói như vậy. Và đến bây giờ Mỹ vẫn là nằm trong vẫn chi phối. Và phải nói thẳng thế này này, cái sự biến mùng 7 tháng 3 vừa rồi không phải là bất ngờ với Mỹ. Trước khi làm sự biến này, cái lãnh đạo quân đội đã thông báo cho ông Al Faraday, đã thông báo cho các cái lực lượng đối lập, và đặc biệt lực lượng quân đội Ai Cập, những người này cao nhất, cũng là thông báo cho ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Tức là họ Mỹ biết cái sự kiện này, nhưng Mỹ khó khăn trong cái bối cảnh như vậy, cho nên EU sẵn sàng tham gia vào vai trò này. Nhưng vai trò EU nó cũng không có giới hạn thôi. Ở đấy còn vấn đề nói thật ra thì ở đây cần nói ngoài cái chuyện về mặt chính trị, về tình cảm, về đạo lý, còn có vấn đề về tài chính nữa. Chứ nước nào mà đổ cụ vào đấy nhiều thì chắc chắn ảnh hưởng lớn. EU lại đang mà EU hạn chế chuyện này, có thể nói như vậy. Tế, vâng. Vâng, trong bối cảnh của Ai Cập thì việc Tổng thống Morsi bị lật đổ đã tạo ra một cái tiền lệ nơi mà các vị Tổng thống tương lai có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Bởi lực lượng quân đội với sự ủng hộ của số đông dân số dưới cái hình thức chiến lược được gọi là dân túy, đó sẽ chẳng phải là một cái điều gì tốt đẹp đối với tương lai của Ai Cập. Theo ông thì cái tương lai của cái đất nước này trong thời gian tới sẽ như thế nào? Cái tương lai Ai Cập thì chúng ta phải thấy thế này. Trước hết nói tương lai Ai Cập thì chúng ta phải xem trên cái chính trường Ai Cập có những lực lượng nào quan trọng nhất. Mặc dù phức tạp nhưng mà từ trung lại trên chính trường Ai Cập thì hiện nay chỉ có lực quân đội là một, mạnh nhất là quân đội, chúng ta phân tích trên rồi. Lực lượng thứ hai là anh tổ chức Anh Em Hồi Giáo. Lực lượng này rất lớn, đấy là một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn. Không chỉ Ai Cập mà họ còn có ở Tunisia, còn có Libya, còn Jordan, và có các chi nhánh họ khắp cả Trung Đông, Bắc Phi nữa. Cái tổ chức này lớn lắm, đây là một lực lượng thứ hai. Một lực lượng thứ ba có thể nói mang tính trung gian, lực lượng thế tục, đòi cải cách, đòi dân chủ, đòi tự do, đòi đưa Ai Cập phát triển theo cái mô hình của phương Tây. Nòng cốt của lực lượng này chính là thanh niên sinh viên. Sau lưng lực lượng này chính là phương Tây ủng hộ. Và tôi nghĩ về lâu dài có lẽ lực lượng này sẽ chấp chính chính trường Ai Cập. Nhưng trước mắt, và trong cái tháng vừa qua, trong những năm vừa rồi, trong năm vừa rồi, trong sự biến mùng 3 tháng 7 vừa rồi, thì lực lượng thứ ba này lại đứng về phía quân đội để lật đổ Tổng thống Morsi của Anh Em Hồi Giáo. Cho nên rõ ràng trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này, và ít ra trong năm nay hoặc năm năm tới nữa, thì trên chính trường Ai Cập chỉ có hai lực lượng thôi. Đấy là quân đội, thứ hai là tổ chức Anh Em Hồi Giáo. Còn Ai Cập đi về đâu, phát triển như thế nào thì tùy thuộc chủ yếu vào cái thái độ xử sự quân đội đối với tổ chức Anh Em Hồi Giáo. Tôi nghĩ rằng tổ chức Anh Em Hồi Giáo là một tổ chức lực lượng xã hội chính trị tồn tại khách quan, không thể không chấp nhận họ được. Nếu để đảm bảo ổn định thì tôi nghĩ rằng lực quân đội phải chấp nhận họ, phải hợp tác với họ, phải công tác với họ, phải hòa giải và phải chia sẻ quyền lực với họ. Ngược lại, cái ảnh hưởng quân đội chính trị rất lớn. Anh Em Hồi Giáo không thể bắt tay với họ, không thể loại trừ cái vai trò của quân đội được. Chứ ngược lại, Anh Em Hồi Giáo cũng phải bắt tay với quân đội. Đây là cái lộ trình duy nhất. Nhưng mà rất tiếc rằng đến giờ phút này theo cái nguồn tin quốc tế và châu Âu cho biết rằng là ngay cả quân đội cũng thái độ rất căng thẳng đối với Anh Em Hồi Giáo. Ngược lại, Anh Em Hồi Giáo rất căng thẳng quân đội. Và cái điều này dẫn đến một cái trạng thái của Ai Cập trong năm nay là cực kỳ căng thẳng. Nhưng Ai Cập không thể diễn ra như Algeria. Sẽ có một cuộc đụng độ đường phố, rồi sẽ có biểu tình tiếp tục. Và ngay cả sau khi có cái chính phủ vào năm 2014 này, vẫn lộn xộn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là dưới tác động của nhân tố quốc tế nữa, cả của vai trò của Mỹ, của các nước như Ả Rập Xê Út, cộng đồng quốc tế, thì rõ ràng Ai Cập sẽ phát triển theo một cái khuynh hướng ổn định dần. Không có khả năng diễn ra cái nội chiến như Syria, như Algeria trước đây đâu. Vâng, như ông phân tích ở trên thì Ai Cập có một cái tầm quan trọng, rất rất quan trọng đối với cái tình hình hòa bình và ổn định ở cả cái khu vực Trung Đông. Vậy thì theo ông, cái cuộc khủng hoảng ở Ai Cập này mà nó cứ kéo dài dằng dai, chưa giải quyết được, thì nó sẽ có tác động như thế nào tới cái tình hình của khu vực Trung Đông trong thời gian tới? Cái bất ổn chính trị Ai Cập tác động rất lớn đến cả khu vực này, chứ không phải chỉ riêng Ai Cập. Như chúng ta phân tích đấy, Ai Cập là một quốc gia mạnh nhất trong thế giới Ả Rập, có vị trí chốt chặn ở cái Bắc Phi này, địa chính trị quan trọng này, vì thế Mỹ mới nắm. Và trên thực tế trong vài thập kỷ vừa qua, Ai Cập cũng đã có vai trò nhất định
trong hòa giải của mối quan hệ Israel-Palestine. Ai Cập có vai trò rất lớn tác động đến cuộc xung đột ở Syria, đến mối quan hệ giữa Iran và Israel. Ai Cập có vai trò và tác động rất lớn cái Hezbollah và Hamas ở giải Gaza. Chắc rõ ràng cái vai trò Ai Cập ở đây nó tác động rung chuyển toàn bộ khu vực. Chính chừng nào Ai Cập còn lộn xộn, còn bất ổn thì rõ ràng nó tác động trực tiếp đến cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề nóng của khu vực Trung Đông này. Chính cái thế giới mong muốn Ai Cập ổn định sớm, Ai Cập ổn định và phát triển trên một cái nguyên tắc là độc lập tự chủ, phồn vinh, làm trung gian hòa giải một cách khách quan, góp phần vào cái ổn định của Trung Đông Bắc Phi này. Chứ cái Ai Cập quan trọng lắm. Vì thế cái Ai Cập không chỉ có Mỹ mà cả châu Âu cũng tham gia vào đây, và trực tiếp gián tiếp cả Nga nữa chứ, cả Trung Quốc, cả Ấn Độ đều có vai trò nhất định ở đây cả. Vâng, nhưng mà có lẽ là vai trò của Mỹ là quan trọng nhất. Tôi đồng ý, tức là trong đối với tất cả cương quốc trong ngoài khu vực thì Mỹ là quan trọng nhất. Vâng, thế liệu trong thời gian tới thì Mỹ có tham gia tích cực hơn trong cái quá trình hòa giải tại Ai Cập hay không? Tôi nghĩ là cái tháng 7 vừa rồi là tháng để đủ thời gian cho Mỹ chập chững. Bắt đầu tháng 8 từ nay về sau, Mỹ có thái độ càng ngày càng rõ ràng hơn đối với vấn đề Ai Cập. Và chính cái thái độ rõ ràng hơn của Mỹ cũng là một nhân tố tác động đến cái xu hướng phát triển của Ai Cập. Chắc chắn là Mỹ sẽ không bỏ rơi Mỹ Ai Cập. Mỹ không bao giờ bỏ rơi Ai Cập. Và Mỹ cũng không để cho Ai Cập hỗn loạn mà nổi chiến như Syria và Algeria đây, không có. Chắc chắn sớm muộn Mỹ phải tác động vào đây. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, Ai Cập sẽ đi về đâu? Câu hỏi này có rất nhiều câu trả lời, nhưng câu trả lời chính xác nhất sẽ do chính người dân Ai Cập lựa chọn. Một tháng sau khi đất nước Ai Cập trải qua cuộc chính biến phế truất Tổng thống Morsi, người dân nước này đang dần dần nhận ra một thực tế đau đớn rằng việc lật đổ một chế độ cầm quyền lâu năm dễ hơn rất nhiều việc có được một chính phủ đủ năng lực để thay thế nó. Tình hình Ai Cập đang có chiều hướng tuột ra khỏi tầm kiểm soát và trở nên khó chèo lái đối với bất kỳ lực lượng nào. Nếu tình hình này không sớm có được giải pháp, người ta lo ngại rằng bạo lực sẽ lại nối tiếp bạo lực và cuối cùng sẽ là bạo loạn không chỉ ở Ai Cập mà sẽ là toàn bộ khu vực Trung Đông vốn đã quá đủ các điểm nóng chưa được giải quyết. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Toàn cảnh Thế giới tuần này. Một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tới tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.